vào những ngày gần đây có một loại virus nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam. Đó là loại virus Corona. Nó còn có những tên gọi khác như là virus Coca-Cola. Ê cô, Uống đi em. Hay là virus em cô đơn quá. Nó thường lây nhiễm qua bằng đường hô hấp. Một hôm, con virus đó đang đi lang thang. Mãi vẫn chưa tìm thấy mục tiêu ấy nhở. À, mục tiêu tiếp theo kia rồi. Này hai tên kia, ngươi biết ta là ai không? Ngươi nhà ai thì mặc kệ là ngươi chứ, liên quan chó gì đến ta? Ta xin tự giới thiệu, ta là virus Corona nguy hiểm nhất hiện giờ đây. Ngươi nghe mà thấy sợ chưa? Ngươi là con virus Coca-Cola. Thằng trẻ con kia sợ nhưng ta không sợ ngươi đâu. Vậy thì đi chết đi. Từ từ, ngươi đợi ta một tí. Đằng nào ngươi cũng chết thôi. Ngươi thấy ta còn gì chưa? Ủng cao su, găng tay chống khuẩn, khẩu trang y tế và thêm cả một cái súng cho ngươi nữa này. Ngươi đi chết đi. Ngươi bắn nuôi à? Ngươi định dạy xem. Đừng bao giờ động vào người Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, hãy chung tay để tiêu diệt virus Corona. Mày không ngất được đâu con trai, chú Pico con tuần yêu.